Hi, xin chào các bạn, đây là diễn đàn motosaigon.vn. Hiện tại trước mắt các bạn đây là con Suzuki GSX R150 chính hãng. Và kế bên đó là anh Phương. Anh Phương là người đã trực tiếp cầm con Su này để đi chuyến xuyên Việt từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội và chinh phục các cung đường ở ngoài Hà Giang. Và gần đây nhất là anh vừa thắng giải nhất cái giải giao lưu dòng 150 tại trường đua Happyland á, thì cũng cầm cái con Su này để đua nè. Giờ mình sẽ nhờ anh Phương đánh giá sơ về cái con GSX R150 này nhé. Chào các bạn, thì hôm nay Phương xin chia sẻ một vài cái cảm nhận khi mà đã vận hành cái con Suzuki GSX R150 này. Thì qua cái cung đường mà Sài Gòn, Hà Nội vừa rồi, kể cả như là đi những cái cung đường ở phía Đông Bắc và Tây Bắc của bên phía Hà Nội là Hà Giang, Lũng Cú, thì cảm nhận của riêng Phương á, thì với chiếc xe này chúng ta đi đường trường thì nó cho chúng ta một cái cảm nhận á, là cái tư thế lái này á, nó mình cứ nghĩ là ban đầu mình cứ nghĩ là nó sẽ là bị mỏi lưng hay là bị đau lưng gì đó, nhưng thực chất nó không phải như vậy. Thực chất thì khi mà với cái tư thế của chiếc Sport này á, là phần trước cái kính chắn gió nó đã là có cái khí động tổng hợp, thì làm cho chúng ta rất là thoải mái, không bị mọc gió vào trong người, chúng ta không có mệt. Và cái tư thế lái này nó cũng là dễ chịu. Tuy nhiên thì mình không quen thì mình sẽ cảm nhận rằng là mình sẽ bị đau cái lưng, nhưng mà đi riết thì nó cũng quen. Còn về cái dàn chân, khi mà đi ở cái đường trường, xe chúng ta khi mà qua những cái ổ gà, qua những cái đoạn gồ ghề thì nó sẽ không có những cái hiện tượng như là bị kêu hay là bị sàn lắc, mà nó lướt qua rất là êm. Nhờ cái hệ thống phuộc trước phuộc sau, khi mà qua những cái đường gồ ghề hoặc là qua những cái đường mà nó không có bằng phẳng đó, thì cái cảm giác cái hệ thống phuộc này nè, nó đã giúp cho chúng ta là nó sẽ tản lực, nó không có truyền cái lực tác động lên trên cái cơ thể của chúng ta, cho chúng ta cảm giác rất là êm. Và với cái chiếc xe này thì cái chiều cao yên xe nó rất là phù hợp với người châu Á của chúng ta, ví dụ như tầm khoảng cỡ tầm 1m6, 1m58, 1m6, 1m62, 1m63 rất là phù hợp. Chúng ta chống chân nó cũng dễ dàng. Thì hiện tại giờ Phương là cao 1m63 thì Phương chống chân rất là dễ đó, chúng ta để được hai cái mũi chân hai bên. Cái góc đánh lái như thế nào? Góc đánh lái của chiếc này rất là sâu, nó không phải cạn như những chiếc khác là chỉ đánh lái sơ, mà con này đánh lái có thể đánh hết cổ lái luôn, nó giúp cho chúng ta dễ dàng quay đầu xe. Còn cái con xe này á, mà khi mà vận hành trong trường đua thì vừa rồi Phương mới vừa vận hành xong chiếc này, thì điểm mà Phương ưng ý nhất của dòng này á, là cái máy cực kỳ mạnh. Khi mà cái gia tốc của chúng ta khi mà ra đua đi từ số 3, số 4, số 5, số 6 thì cái tốc độ mà nó cho chúng ta cái gia tốc rất là cao. Thì giống như Phương đã từng chạy con này, so với những cái dòng 150 khác thì cái độ bứt phá của nó là rất là tốt. Hệ thống phanh thì riêng về chiếc này là Phương rất là hài lòng. Khi mà chúng ta phanh ở tốc độ cao, nó vẫn không có cái hiện tượng là bị sàn lắc, mà nó rất là ổn định. Về chiếc này thì khi mà đi max speed thì đã test ở cái con đường là đường Bào Trắng ở Ninh Thuận, thì tốc độ là lúc đó là bên Phương đo được là 153 là max speed. Nhưng mà chưa có test nhiều, tại vì chỉ là đi một đoạn thôi là được 153, nhưng ở phía sau lưng là đã chở thêm ba cái thùng rất là lớn và đồ nữa, thì tổng cái lượng ký trên xe lúc đó khoảng tầm 60 kg, là chở thêm giống như mình chở thêm một người á. Cái nó vẫn không có cái hiện tượng là bị bạc gió hay gì hết, tại vì chúng ta khi vô tư thế đã nằm sát như vậy thì cái kính này nè nó làm cho chúng ta là không có bị cản gió. Không, cái hệ thống kiến này rất là tốt, nó không bị rung. Nó cho chúng ta những hình ảnh rất là trung thực. Tại vì đây là dòng Sport thì tư thế của nó đã là úp cua sẵn rồi. Chúng ta chỉ cần khi mà vô cua, chúng ta chỉ cần là nghiêng người, đổ người vô, và cái hướng chúng ta nhìn vô con cua là cái xe tự động nó sẽ vô rất là dễ hơn những dòng nét. Như những dòng nét đó là Phương chạy càng ngồi vậy thì mình vô cua mình phải hơi đổ người về trước, và nó sẽ không có linh động như những chiếc Sport này. Thì chiếc Sport này là bình thường tư thế mà đã ngồi sẵn vậy rồi, là tới cua chỉ cần đổ người thôi là đã là vô rồi. Tiêu hao thì hiện tại giờ con này là đi 100 cây là 2.3 lít, là khi đi ở cái giải tốc độ cao là bên Phương test thử là cứ trung bình là từ 90 cho đến 120 tốc độ liên tục như vậy thì nó sẽ tiêu hao là 2.3 lít.
nếu chúng ta đi tầm khoảng cỡ là 60-70 trong thành phố hay là đi những đường trường mà đi tốc độ thấp á, thì Phương nghĩ nó sẽ là ít hao hơn, thì cũng tương đương với khoảng cỡ 43-45 cây một lít. Thì với những dòng mô tô như vậy là quá tuyệt vời rồi. Hiện tại giờ á, là qua mình đi mình test hết trơn thì á, là mình cảm nhận được á, nó chỉ có ở một cái vấn đề á, là khi mà chúng ta chạy mới lúc đề ba lên thì nó có một cái hiện tượng nó hơi rung nhẹ, nó hơi đúng rồi nó hơi rung nhẹ, nhưng mà đi ở tốc độ mà lên dòng tua rẽ hơn tầm khoảng 3-4 ngàn cho lên thì là nó không còn cái hiện tượng rung đó mà là rất là êm. Ưu điểm con này á, phân tích nhất á, là về cái lực máy là quá tuyệt vời, với 19 mã lực cho một cái xác xe 133 kg và cái khí động học của cái xe này thì nó giúp cho cái xe hoạt động rất là tốt. Kể cả giống như chúng ta đề ba, mỗi lần mà Phương sang số thì gần như cái xe nó muốn dở đầu lên, nó rất là mạnh. À, cái điều nữa là gì, cái sợi dây sơn của chiếc xe này sau khi Phương đi là hơn 5.000 cây số nó vẫn không có hiện tượng là bị giãn sơn, bởi vì khi Phương vận hành chiếc xe là cứ khoảng tầm 200-300 cây số là Phương sẽ xịt sơn một lần để cho bảo dưỡng cộng sơn nó là tốt nhất.